Vợ chồng Thủy Tiên công vinh xác nhận đã nộp đơn tố cáo bà chủ Đại Nam lên cơ quan chức năng. Luật sư đại diện của Thủy Tiên xác nhận đã nộp đơn tố cáo bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, bịa đặt nhầm xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Trưa nay 22 tháng 9, phía ca sĩ Thủy Tiên xác nhận với chúng tôi đã nộp đơn tố cáo bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình. Luật sư Phan Vũ Tuấn, trưởng văn phòng luật sư Phan Lo Việt Nam, đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh chia sẻ đã hoàn thiện 3 bộ hồ sơ tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Công an, đồng thời giáo diết thực hiện công tác chuẩn bị khởi kiện tại tòa án. Trong status đăng toàn bộ 18.000 trang sao kê và giấy tờ liên quan ngày 17 tháng 9, ca sĩ Thủy Tiên cũng cho biết toàn bộ sao kê ngày hôm nay sẽ được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra nhằm lấy lại sự minh bạch cho cả hai vợ chồng đồng thời chúng tôi sẽ chính thức khởi kiện một số cá nhân cố tình tung những tin đồn sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống công việc bất kể đó là ai doanh nhân ceo hay những người có địa vị trong xã hội tiên và vinh tin rằng không có bất cứ một cá nhân và tổ chức nào có thể đứng trên pháp luật Cả hai vợ chồng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự công tâm, nghiêm khắc và luôn giữ tinh thần thượng tôn pháp luật. Trước đó, chiều ngày 21 tháng 9, trao đổi với phóng viên, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận đơn của nhiều người tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam, về các hành vi vu khống, làm nhục người khác và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Trong đó có đơn của nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức mới nhất